Xin kính chào toàn thể anh em khách quý, anh em khách thủ và tất cả những anh em đồng nghiệp. Cũng như những video trước, hôm nay mình quay video này nhằm mục đích trả con máy máy cơ mấy cái cá cơ cho anh Lam ha, khách hàng ở An Giang ha. Giờ con máy của anh mình đã nhận tình trạng máy anh là đã cháy biến áp ha, hôm nay mình đã hoàn thành biến áp cho anh xong. Rồi mình cũng test máy cho anh làm nha. Anh làm có xem video được anh cũng biết cái máy mình đã hoạt động bình thường rồi nên làm. Chung là cái tình hình dịch bệnh này là mình hiện nay đa số mình sửa máy khu vực nhà không ha. Tại vì mấy khu vực tỉnh khác là bưu điện đa số là không 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 có nhận nữa rồi. Mình cũng gửi hàng máy đi cũng nói chung cũng được nhưng hơi chậm nha anh em. Nào có đặt máy mình hay vui lòng chờ mình giúp mình ha. Trong tình hình chung của cả nước anh em cũng thông cảm cái vấn đề đó nha. Mình cũng muốn tranh thủ cho anh em kiếm kiếm cá ăn qua mùa dịch chứ đâu 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 để lâu làm gì ha. Làm bóp bóp cò ha. Tiếng máy rất ấm nha nè, nè nhắc nhỏ ha, tại anh yêu cầu mình làm cho nhỏ là anh đi nghe tiếng cá ực và lưới tiếng bắt lương rồi nó chép này kia đó nên trong hang anh nghe nè, tiếng rất ấm nha, nhỏ nha. Dạ, lúc cái mình cũng can thiệp và gia cố cái mấy cái món hẹn của anh ha, tại anh chấm bị lầy quá lầy á, anh chấm nhà thì mình cũng gia cố mình cũng căn chỉnh cho anh là máy hoạt động nó bình thường ha, làm mấy món hàng lại là cho nó chắc chắn lại xíu rồi mình cho tải mang tải bóng nha. Rồi anh Lam xem được video này cũng đã thấy ha, máy nó hoạt động ok nha anh Lam. Rồi để mình thử lửa luôn ha. Làm cho đúng thủ tục nha anh em, cho độ đầy đủ thủ tục ha. Đảm bảo anh em mình uy tín chất lượng nha. Này cái máy này anh làm cho mình chiên lương nhiều hơn ha, lửa nó không cao nữa anh em. À, cũng nhẹ nhẹ thôi, không bằng mấy con máy mình đâu ha. Nè. Cũng đẹp dữ quá chứ. Rồi ha, quay con máy trả hàng con máy của anh Lam đã xong ha. À, cuối video xin mình cũng xin cảm ơn anh em trong thời gian qua đã ủng hộ kênh mình ha. Và nếu thích kênh mình xin cho mình một like ha. Và một lượt chia sẻ nha anh em. Để cho mình có tinh thần động lực phát triển kênh lên ha. Rồi anh em mình có quái và thích bên mình á, mà muốn giao lưu bên mình và muốn sửa máy hoặc là mua máy mới gì cũng được ha. Qua giao lưu bên mình qua số điện thoại 0867734979. Rồi xin kính chào anh em ha. Hẹn gặp lại anh em sau những video clip tiếp theo. Chào anh em.